Về rồi hả? Bác hai, bác tới rồi hả? Về rồi hả? Phải rồi, bác hai của con có lòng lắm. Bác biết Lôi Xuân Đường có một vị danh y cố tình xin đơn thuốc phong thấp cho má. Kim bà, Kim đừng nói vậy, mình là người một nhà mà. À phải rồi, hôm nay tôi với Thế Hưng gọi điện thoại nói chuyện, chú ấy nhờ tôi hỏi thăm hai người. Cảm ơn Thế Hưng đã nhớ tới chúng tôi. Phải rồi, chú ấy ở Singapore sống sao hả? Nó sống rất là tự do tự tại. Ngày thường thì chơi cổ phiếu, lúc rảnh thì đi câu cá. Cuộc sống nhàn rỗi quá chừng. Vậy là tốt rồi. À phải rồi Triển Hồng à. Dạ. Thế Hưng biết con trong sạch, chú ấy cũng mừng cho con. Thì chú Tư vẫn luôn quan tâm tới con mà. Con có định khi nào xong kỳ nghỉ phép giúp Diệu Đường tiếp tục triển khai dự án tu sửa bến cảng không? Bác hai bác cũng biết, Thomas trước giờ vẫn có chút thành kiến với con. Dự án tu sửa bến cảng đó, con nghĩ con không tiện nhúng tay vào. Nhưng mà con về phía kêu gọi vốn bên phía ngân hàng Singapore, con tin đã có sự hiểu lầm giữa đôi bên, con sẽ giúp hỗ trợ xử lý. Con không muốn tiếp tục làm dự án tu sửa bến cảng, vậy có phải con có kế hoạch khác không? Lúc Châu còn sống, anh ấy quan tâm nhất là việc khai thác mảnh đất tổng trạm tuyến đường sắt mới. Con đã hứa với anh, chúng con sẽ sát cánh cùng nhau phát triển dự án này. Tuy là bây giờ ảnh không có đây, nhưng con thật sự rất muốn giúp ảnh hoàn thành tâm nguyện này. Thật là không ngờ, suy nghĩ của con và Sammy không hẹn mà gặp. Đúng là hai người mà tổ tin tưởng nhất lúc nó còn sống. Chính là bức ảnh này. Ly rượu này của cô gái bên kia, lúc anh em rượu ra, sẵn tiện xem cô ấy thế nào. Cô ấy có dễ uống sai đâu. Ok. Anh không đến thì không đến thôi, nói nhiều làm gì chứ. Cũng đâu có phải lần đầu tiên đâu. Chà, uống nhiều như vậy có ổn không đó? Marco, anh thay mặt Joe đến uống với tôi hả? À không, anh thay mặt Joe đến quản tôi. Sao vậy? Tôi tới đây uống rượu một mình thôi mà, liên quan gì Joe chứ? Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Cạn. Cạn. Cô vừa mới gây với Châu à? Đã sắp làm đám cưới rồi mà anh ấy suốt ngày nói phải họp. Anh biết cái gì không? Mọi chuyện ở đám cưới đều do một mình tôi làm hết. Tôi làm hết. Hai chúng tôi làm đám cưới, bây giờ lại biến thành bốn người làm đám cưới. Anh nói nhất định phải cùng với em trai tiến hành lễ cưới chung. Nè anh nói đi, có phải anh quá đáng lắm, quá đáng lắm có đúng không hả? Phải đó. Anh cũng nói anh quá đáng. Anh cũng nói là anh quá đáng. Thật ra cô đám cưới cũng đâu có vui. Hay là đừng cưới nữa có được không? Tại sao? Nói đi, tại sao vậy hả? Tại sao vậy? Nói đi, tại sao vậy? Bởi vì tôi thích cô. Anh thích tôi. Marco, thật ra trong lòng anh đang nghĩ cái gì tôi biết hết đó. Nhưng mà anh có biết gì không? Hai người ở bên cạnh nhau thật sự phải đúng thời điểm. Đúng thời điểm chúng ta mới có thể ở bên nhau. Giữa tôi với anh cứ phải
thiếu chút xíu. Xem Mia, cô có biết trên đời này có rất nhiều loại đau khổ, nhưng có hai loại là khổ nhất. Loại đầu tiên gọi là không có được, giống như cô với Joe kết hôn nhưng cô không có được đám cưới mà cô mong muốn, gọi là không có được. Vậy còn loại thứ hai? Loại thứ hai là đã mất đi. Cô với Joe làm đám cưới, tôi vĩnh viễn mãi mất đi cô. Hãy cạn ly vì hai con người đau khổ này. Vậy cô có biết chúng ta còn lại những gì không? Vậy chúng ta còn lại những gì vậy? Chúng ta chỉ còn lại lúc này, khoảnh khắc này thôi. Vậy thì khoảnh khắc này chúng ta nên làm gì đi? Cô có thể hôn tôi một cái để tôi có ký ức đẹp. Anh nằm mơ đi, anh hôn tôi một cái thì đúng hơn. Tôi chúc cô mãi mãi được vui vẻ hạnh phúc. À người đẹp, tôi chụp các cô một tấm hình nha. Hay là chúng ta lấy lại tấm ảnh đi. Kệ đi, cứ để nó ở đó đi. Mất công bị người ta nghi ngờ. Hình như cậu bị nghi ngờ nhiều hơn đó. Nhưng mai lại còn có mợ tin tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng tin là cậu sẽ không hại chú. Mấy ngày nữa cậu trở về công ty mà. Tôi muốn giúp Joe hoàn thành tâm nguyện phát triển mảnh đất xây tổng trạm tuyến đường sắt mới. Cậu có thể qua giúp tôi không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã có kế hoạch rồi, và cũng đã nói với bác hai. Tâm linh tương thông.